Minh Khoa xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi phần điểm tin tối thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam được đẩy mạnh tại cuộc họp ngày 18 tháng 11 ở Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cuộc họp được truyền thông nhà nước nói rõ nhằm nghe báo cáo kết luận xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, gọi tắt là Ban Chỉ đạo, theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 15 đến nay. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng là trưởng Ban Chỉ đạo này. Tại cuộc họp vào ngày 18 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ đó đến thời điểm hiện nay, các cơ quan Trung ương và địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương nghiêm túc thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Cụ thể đã xử lý dứt điểm 13 vụ án, 24 vụ việc, khởi tố mới 10 vụ án, phục vụ điều tra 7 vụ án, kết thúc điều tra 21 vụ án trên 127 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 18 vụ án trên 98 bị can, xét xử sơ thẩm 12 vụ án trên 41 bị cáo, xét xử phúc thẩm 13 trên 156 bị cáo, đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 10.000 tỷ đồng. Trong thời gian sắp tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức, đảng tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh, xử lý các vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Từ nay đến cuối năm, cần kết thúc điều tra 6 vụ án, ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án, xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 12 vụ án, kết thúc xác minh 17 vụ việc. 5 vụ án được cho là nghiêm trọng, phức tạp, gồm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến dự án 15 thi sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm về quản lý đất đai, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng. Vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan. Vụ án giả mạo trong công tác sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Lũng Lô và một số công ty tổ chức liên quan. Vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đồng ý bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Chỉ đạo gồm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan tại Hà Nội. Vụ án vi phạm quy định về điều cư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Thưa quý vị, Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định xử lý kỷ luật đối với Thượng úy Nguyễn Xô Việt liên quan đến hành vi hành hung 2 nhân viên của trạm dừng chân Hải Đăng trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên xảy ra vào ngày 10 tháng 11 vừa qua. Thông tin trên được lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho truyền thông trong nước biết vào ngày 18 tháng 11. Theo đó, Công an Thái Nguyên đã hạ một cấp bậc hàm của ông Nguyễn Xô Việt từ Thượng úy xuống Trung úy, đồng thời loại khỏi ngành, cho ông này xuất ngũ về địa phương từ ngày 19 tháng 11. Ông Nguyễn Xô Việt, 35 tuổi, là cán bộ đội tổng hợp Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Liên quan đến vụ xử lý kỷ luật các công an gây rối hành hung người khác vào sáng ngày 18 tháng 11, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng ký quyết định xuất ngũ đối với Trung úy Lê Thị Hiền, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa vì người này đã gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 11 tháng 8 năm 2019. Trước đó, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, nữ đại úy Lê Thị Hiền đã bị khai trừ đảng. Hành vi của Nguyễn Xô Việt và Lê Thị Hiền được cho là vi phạm về quy tắc ứng xử của lực lượng công an nhân dân, gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Cũng tin liên quan, xảy ra vào ngày 18 tháng 11, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào ngày 13 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân vì đã sử dụng bằng trung học phổ thông giả,
Công an tỉnh Lai Châu đang hoàn thiện thủ tục về công tác đảng để trình cơ quan thẩm quyền xem xét. Ông Thái Đình Hoài sinh năm 1976, quê tại Nghệ An, bị phát hiện sử dụng bằng trung học phổ thông giả để vào ngành công an. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng PC03. Trước khi bị phát hiện dùng văn bằng giả, ông Hoài đã được quy hoạch chức phó giám đốc công an tỉnh Lai Châu. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Minh Khoa xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và hẹn quý vị vào bản tin vào ngày mai cũng ngay trên Facebook và YouTube của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!